Nói chuyện sao? Cái này là đường 2 tháng 4, cái đường này là gọi là đường sóng cồn á. Đường này là nó nằm bên bờ kè của bên kia là sông sông Hà, cầu Hà Ra ở phía sau lưng nè. Đây, bên này là nối qua cầu Trần Phú. Và giờ mọi người là đi từ 2 tháng 4 hoặc là đi từ quốc nối ra quốc lộ là đều đi qua cầu Trần Phú này hết, tại vì cái cầu móng hiện tại là đang sửa, đang bị đập ra sửa, nên là đường này là những mùa cao lúc cao điểm thì sẽ cũng sẽ bị kẹt, nhưng mà hôm nay thì không đông lắm. Tháng 6, tháng 7 thì là vừa mới đầu hè là du lịch đông hơn thì sẽ dẫn đến tình trạng kẹt xe nhiều hơn. Bây giờ là đầu tháng 8 rồi. Không bấm tắt đâu. Không bấm tắt đâu.